Ở phía góc đằng kia, BB Trần, em sẽ là người mang tới bất ngờ đầu tiên cho khán giả của nhà vô địch. Dạ, đầu năm mà anh, đầu năm mà. Phải bất ngờ chứ. Dạ, như cái chuyện mà lì xì nè, hay là đi chùa, hay là đi chơi thì bình thường, đầu năm mình còn đi một cái nơi nữa, đố anh biết. Đầu năm thì thường cũng đi chùa nè. Và đi xem cái gì nữa? Đừng nói đi xem lễ hội nha. Không, chắc đi xem đánh bóc được không? Được luôn. Và còn đi đâu nữa nè? Đi xin xăm. Xin xăm, đúng rồi. Mình phải đi gieo quẻ đầu năm đó anh. Thì hôm nay em dẫn tới đây một nữ ca sĩ một sẽ nữ. Gieo quẻ cho chúng ta đầu năm. Xin chào đón ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Thầy ơi, cho con một quẻ xem bói đầu năm. Con xin chắp tay nguyện cầu cung kính thành tâm. Năm nay kinh tế thế nào, bao nhiêu đồng ra đồng vào, công danh sự nghiệp ra sao, cho con biết ngay đi nào. Chỉ riêng tình duyên thì con chẳng cần thầy phán ra, chờ cho biết ngay thôi mà, vận duyên đến như mong quà. Chờ mong tình nhau vội vàng rồi lại chẳng đến đâu, cứ tìm em rồi âu sầu, cứ tìm ta đang âu sầu, hẹn ngày sau sẽ gặp nhau. Tình yêu đến như phép màu, chẳng ai bói ra được đâu, gặp nhau có duyên không hẹn, tự nhiên ý hợp tăng đầu. Người ta ép mơ ép sầu, nào ai ép duyên được đâu. Tình yêu đến không mong cầu, rồi mai có khi dài lâu. Rồi mai có khi dài lâu. Thầy ơi, cho con một quẻ xem bói đầu năm. Con xin chắp tay nguyện cầu cung kính thành tâm. Bao lâu chưa đi sang Hàn, visa con sắp hết hạn. Có đứa bạn nào đâm ngang, nên mua đất hay mua vàng. Chỉ riêng tình duyên thì con chẳng cần tài phán ra, trời cho biết ngay thôi mà, vận duyên đến như món quà. Chờ mong tình nhau vội vàng rồi lại chẳng đến đâu, cứ tìm tương dậy ông sầu, cứ tìm ta đừng ông sầu, ngày sau sẽ gặp nhau. Tình yêu đến như phép màu, chẳng ai bói ra được đâu, gặp nhau có duyên không hẹn, tự nhiên ý hợp tâm đầu. Người ta ép mơ ép sầu, nào ai ép duyên được đâu. Tình yêu đến không mong cầu, rồi mai có khi dài lâu. Rồi mai có khi dài lâu. Rồi mai có khi dài lâu. Hoàng Thùy Linh xin được chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã yêu quý và ủng hộ ca khúc Gieo Quẻ. Một sự trân trọng và vô cùng biết ơn xin được gửi đến mọi người. Chân thành cảm ơn ạ. Nhảy sung quá, rơi cả dây chuyền này. BB Trần, anh ơi có thể để lại cho em được không? Đây có hai sợi em ạ, em lấy sợi ngắn nhá em nhở. Quẻ đầu năm đó anh. Quẻ đầu năm rồi đúng không? Cái này là cho anh em mình đúng không? Dạ. Cảm ơn Hoàng Thùy Linh. Em với Chun nãy giờ nhảy rất là sung luôn anh. Thế à? Nhất là cái đoạn dài lâu. Em thuộc luôn rồi đó. Rồi mai có khi dài lâu. Bộ trang phục của tôi ngày hôm nay cũng phải nói là tự hào lắm rồi. Lâu mới mặc trang phục sặc sỡ và đẹp như này. Nhưng mà đứng ở trên này hoàn toàn là mờ nhạt trước sự sặc sỡ của Hoàng Thùy Linh và Vũ Đoàn trong bài Gieo Quẻ.
Mọi người phải biết rằng là cái tục lệ gieo quẻ nó là tục lệ của Việt Nam, và mỗi một cái dịp năm mới tiếp đến ấy, thì anh biết rằng là mỗi một điều mà mình gieo được ở trong cái quẻ ấy, nó thường nói đến cả những cái ưu cũng cái nhược điểm của mình. Nhưng mà anh biết rồi đấy, thường là người ta hay chú ý đến ưu điểm mà người ta quên mất rằng là nếu mà chỉnh sửa được nhược điểm thì có phải người ta hoàn hảo hơn không, đúng không ạ? Và chính như đây là một tín hiệu, đây là yếu điểm của bạn đấy, thì chứng tỏ rằng là nếu bạn sửa đổi hơn thì năm mới sẽ tuyệt vời. Có lẽ là trong suốt quãng thời gian qua thì ai cũng sẽ có những vấn đề riêng, rồi là nào là vấn đề chung của xã hội nữa. Và em chỉ muốn rằng là ca khúc này ra và để cho họ cảm thấy rằng là họ cũng có những người bên cạnh. Cuối cùng thì bọn mình vẫn luôn luôn hướng đến những gì tốt đẹp nhất. Và đấy là cái ý nghĩa thực sự của gieo quẻ. Sao anh nghe cái bài này 5 lần rồi mà anh vẫn chưa hiểu được điều đó nha. Thế thì đấy là cái duyên để ngày hôm nay mình gặp nhau, anh sẽ hiểu. Em có thể đưa ra một gợi ý cho khán giả để thu hút sự chú ý của khán giả hơn. Bởi vì cuộc so tài ngày hôm nay thưa quý vị là rất đặc biệt. Thực sự là như thế này ạ. Khi mà đến thời điểm quyết định, ai chuẩn bị tốt nhất cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Nhưng mà hãy cứ chuẩn bị tốt nhất, khi cơ hội đến thì mình nắm bắt. Và em nghĩ rằng là hai đấu sĩ của mình ngày hôm nay là những người rất là mạnh mẽ. Họ dám sống hết mình và còn dám cống hiến theo con đường riêng và những lựa chọn riêng của mình. Thì điều đấy là một điều mà em luôn tôn trọng những người như vậy. Họ đã chiến thắng trong lòng em mất rồi. Hãy dành những tràng pháo tay thật lớn cho Hoàng Thùy Linh cùng với Vũ Đoàn. Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Vừa rồi